Savati, tại Jetavan, khu vườn ông Anthafindika. Lúc bấy giờ tôn giả. Pindolat ngồi không xa thế tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, sống ở rừng, đi khất thực, mặc y lượng từ đống rác, chỉ mang ba y, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa thích hội họp, tinh cần tinh tấn, nói hạnh đầu đà, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế tôn thấy tôn giả Pindolat ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng. Chú tâm vào tăng thượng tâm rồi thế tôn sau khi rõ biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này không mắng không gia hại chế ngự trong giới bổn tiết độ trong ăn uống nằm ngồi chỉ một mình chú tâm vào tăng thượng chính lời chư phật dạy như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở savati tại jetavan khu vườn ông anthafindika lúc bấy giờ tôn giả Sariput ngồi không xa thế tôn bao nhiêu, kiếp già lưng thẳng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hội họp, tinh cần tinh tấn, chú tâm vào tăng thượng. Tâm Thế tôn thấy tôn giả Sariput ngồi không xa bao nhiêu, kiếp già lưng thẳng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hội họp, tinh cần tinh tấn, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi thế tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. 7. Tâm tăng thượng ẩn sĩ Không phóng dật, tu tập Trên con đường chánh trí Vị ấy không cầu muộn Luôn luôn được an tịnh Thường nắm giữ chánh niệm Như vậy tôi nghe Một thời thế tôn trú ở Savati Tại Jetavan, khu vườn ông Antafindika Lúc bấy giờ thế tôn được cung kính Tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường Tôn kính nhận được các vật dụng như y Đồ ăn khất thực, sang tọa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tỷ kheo cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường tôn kính, cũng nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sang tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, cũng không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sang tọa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ngoại đạo ấy không có thể chịu nổi sự cung kính đối với Thế Tôn và chúng tỷ kheo, đi đến nữ du sĩ Sundari, sau khi đến, nói với nữ du sĩ sundari này chị chị có thể làm lợi ích cho các bà con thưa các tôn giả con có thể làm gì việc gì con có thể làm được ở y sống của con là một vật hy sinh cho các bà con vậy chị hãy thường đi đến jetavan thưa vân các tôn giả nữ du sĩ sundari sau khi vân đáp các du sĩ ngoại đạo ấy thường xuyên đi đến jetavan khi các du sĩ ngoại đạo ấy được biết rằng nữ du sĩ Sundari được nhiều người thấy thường xuyên đi đến Jetavan, họ đoạt mạng sống của nữ du sĩ Sundari, tại đấy, chôn nàng vào cái hố trong các mương của Jetavan, rồi đi đến Vopasendi nước Kosala, sau khi đến thưa với Vopasendi nước Kosala. Thưa đại vương, nữ du sĩ Sundari không được thấy nữa. Nhưng các người nghĩ ở tại đâu? Ở tại Jetavan, thưa đại vương, Vậy hãy đi tìm ở Vang. Các du sĩ ngoại đạo ấy đi tìm ở Vang, đào mương tại chỗ đã quăng nàng xuống, đặt nàng trên giường, đi vào Savati từ đường này đến đường khác, từ ngã ba đường này đến ngã ba đường khác, họ làm cho dân chúng tức giận nói rằng, các ông hãy xem công việc làm của các thích tử. Vô Liêm sĩ là các sa môn thích tử này, theo ác giới, theo ác pháp, nói láo, không phạm hạnh họ tự cho là sống đúng pháp, sống thăng bằng. Sống phạm hạnh, nói lời chân thật, giữ giới, theo thiện pháp. Không có sa môn hạnh trong những vị này. Không có bà la môn hạnh trong những vị này. Từ đâu họ có sa môn hạnh? Từ đâu họ có bà la môn hạnh? Sa môn hạnh của họ đã đi mất. Sau khi làm xong phận sự của đàn ông, họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. Lúc bấy giờ, các người ở Savati, khi thấy các tỷ kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng nhiếc, mạ lị phỉ bán, bức não nói rằng, vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này, theo ác giới, theo ác pháp. Họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. Rồi một số đông tỷ kheo vào buổi sáng nắp y, cầm bát, vào Savati để khất thực, khất thực ở. Savati xong, sau buổi ăn, đi khất thực trở về đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn nay các người ở Savati khi thấy các tỷ kheo, họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. này các tỷ kheo, tiếng đồn này sẽ không còn tồn tại lâu dài, chỉ có một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. này các tỷ kheo, những ai thấy tỷ kheo, bước não, các thầy hãy chỉ trích lại với bài kệ này. ai nói lời không thật, phải đi đến địa ngục. ai có làm lại nói, việc ấy tôi không làm. cả hai sau khi chết sẽ đồng đẳng như nhau. Họ là những hạng người. Làm các hạnh hạ liệt. Trong một đời sống khác. Rồi các tỷ kheo ấy sau khi học thuộc lòng bài kệ này từ nơi thế tôn, nếu có những người thấy các tỷ kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng. nhiếc, mạ lì, phỉ bán, bức não, các vị liền chỉ trích lại với bài kệ này, ai nói lời không thật. Trong một đời sống khác, những người suy nghĩ như sau, các thích tử sa môn không có phạm tội sự việc ấy không phải do họ làm. Các sa môn thích tử này đã thề như vậy. Và lời nói ấy không có lâu dài, lời nói ấy chỉ có tồn tại có một tuần, sau một tuần được biến mất. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên, ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thật là khéo nói, lời này của Thế Tôn này các tỷ kheo, tiếng đồ này sẽ không tồn tại lâu dài, chỉ có một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. Bạch Thế Tôn, tiếng đồn ấy đã biến mất. Rồi Thế Tôn sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Chính người không biết chế ngự. Với lời đâm người khác, giống như voi bị đâm. Khi tham gia chiến trận, nghe những lời thô ác, tỷ kheo hãy chịu đựng. 7 giữ gìn không nói lên tầm không có hiềm hận như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở rà gia ga tại trúc lâm chỗ nuôi dưỡng các con sóc lúc bấy giờ tôn giả opasen vanganta trong khi độc cư thiền định ý nghĩa như sau được khởi lên thật lợi ích thay cho ta thật khéo lợi ích thay cho ta bậc a à o sư của ta bậc thế tôn của ta là bậc a la hán chánh đẳng giác chúng ta được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình trong pháp luật khéo nói các vị đồng phạm hạnh với ta là những người có giới theo thiện pháp chúng ta là những người làm đầy đủ trong giới luật chúng ta có thiền định chúng ta có nhất tâm là bậc a la hán đoạn tận các lậu hoặc chúng ta có đại thần lực đại uy lực hiền thiện là mạng sống của ta hiền thiện là sự chết của ta rồi thế tôn với tâm của mình biết được tâm của tôn giả upasen vanganta ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng mười ai sống không nhiệt não khi chết không sầu muộn bậc trí nếu thấy đường giữa sầu không sầu muộn tỉ kheo đoạn hữu ái tâm tư được an tịnh luân hồi sanh tử tận vị ấy không tái sanh như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở savati tại jetavan khu vườn của ông Antafindika. lúc bấy giờ Tôn giả Sariput ngồi xa thế tôn không bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, quán sát sự an tịnh của mình. Thế tôn thấy tôn giả Sariput, ngồi xa thế tôn không bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, quán sát sự an tịnh của mình. Rồi thế tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 11. Tỷ kheo tâm an tịnh Chặt đứt dây sanh tử Luân hồi sanh tử tận Thoát khỏi ma trói buộc